Anh chị thấy là khi chúng ta lên Hải Đăng, ngoài việc được ngắm cảnh rất là đẹp, ngắm biển, ngắm núi, ngắm đủ thứ, và chúng ta còn được ngắm hoa nữa, và điều quan trọng hơn là em lên đây em toàn ngắm các bạn nữ xinh xinh xắn xắn mấy súng xính chụp hình ở đây à. Đó, anh chị thấy rất là nhiều anh chị lên tự sướng à. Nên các anh nam mà hãy lên ngọn Hải Đăng một lần nếu như chúng ta đến thành phố biển Vũng Tàu, đúng không ạ? Thì vừa rồi chúng ta đi lên thì chúng ta phải chú ý những điểm gì, chúng ta sử dụng những kỹ năng như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi xuống xem là khi đi xuống nó có khác gì đi lên không. Em nghĩ là sẽ khác, đúng không ạ? Lên khác, xuống khác. Vậy chúng ta sẽ cùng đi xuống dưới chân ngọn Hải Đăng, chúng ta cùng ra bờ biển để đi tắm biển. À, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống anh chị nhé. Có một điều em muốn nhắc anh chị mình, đó là khi chúng ta chưa có di chuyển thì chúng ta sẽ phải cần những cái thao tác, ví dụ như vào số chẳng hạn là thắng tay. Anh chị nhớ dùm em là chúng ta luôn đặt thắng chân lại nhá, chúng ta đừng bỏ thắng chân. Khi chúng ta vào số, kể cả chúng ta nhà thắng tay thì chúng ta vẫn phải đang đặt thắng chân, đúng không ạ, để cho an toàn. Chứ không đường dốc này, em mà không đặt thắng chân chẳng hạn, em nhà thắng tay này, là xe nó sẽ trôi mất. Hoặc là trong quá trình chúng ta kéo số, ví dụ như em kéo từ số P để xuống được số D thì em phải quay R. R nếu chúng ta không đặt thắng chân thì xe nó cũng di chuyển mất, rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Anh chị nhớ luôn đặt thắng chân giùm em. Rồi em sẽ kéo về tay số D. Đó, em sẽ đi lên. Thì khi mà chúng ta xuống dốc thì anh chị mình cần lưu ý gì về cái số của số tự động không? Có một cái câu nói như thế này, đó là lên dốc bằng số nào thì chúng ta sẽ xuống dốc bằng số đó, đó là lên số nào xuống số đó, đúng không ạ? Cho nên hồi nãy là em sử dụng tay số bán tự động để chúng ta lên dốc, thì bây giờ em cũng phải chuyển sang tay số bán tự động, em cũng gạt sang D cộng trừ anh chị mình nhá, thì lấy chuyển số của chúng ta cũng chuyển về số 1 của chúng ta, đúng không ạ? Rồi em sẽ bỏ thắng để chúng ta di chuyển từ từ. Đó, em mới nói trên đây nhiều cô gái xinh xắn, thế là rất là nhiều anh đẹp trai chạy lên để ngắm luôn, anh chị thấy không? Đó, và các anh này từ mãi Sài Gòn xuống để ngắm mấy cô này. Chị thấy hiệu nghiệm chưa? Rồi em sẽ đi ra này. Khi mà chúng ta đi ra, chúng ta lưu ý đối với khoảng cách xe của chúng ta đến cái xe bên cạnh như thế này. Anh chị mình nên để cho gương của chúng ta ngang với đuôi của chiếc xe bên trái này, chúng ta mới lấy lái từ từ qua. Đó. Rồi em sẽ bỏ thắng một ít để cho xe chúng ta di chuyển chậm chậm thôi chị mình nhá. Khi mà chúng ta đi đường đèo dốc thì anh chị mình phải cần tăng cường cái việc quan sát, chú ý quan sát nhiều, đúng không ạ? Nên là những cái thiết bị âm thanh, những thiết bị nghe nhìn chúng ta sẽ không sử dụng tới, để chúng ta tập trung quan sát. Xuống thì chúng ta vẫn phải bám sát lề bên phải ở những khúc cua như thế này để nhường đường cho những người bên trái, lỡ có xe bên trái đi lên, đúng không ạ? Có rất là nhiều anh chị hay đứng ở khu vực này để chụp hình cái cảnh phía dưới rất là đẹp luôn. Anh chị mình hôm sau có lên đây, chúng ta sẽ tự sướng một tấm hình ở đây nhá. Anh sẽ bám sát bên phải này, ăn sát lề, đúng không ạ? Rồi nãy giờ em không có chuyển số đâu, em vẫn để số 1. Thì cái đoạn đường này nó đang hơi chật hẹp, hơi khó khăn, cho nên em chưa có nói tại sao em để số 1 anh chị nhá. Để tí nữa xuống cái đoạn đường phía dưới nó rộng rãi hơn em sẽ nói. Rồi ở đây là hẹn gặp lại khách quý rồi, đúng không ạ? Chúng ta đọc khách quý đi. Rồi họ đang vướng cái gì đây, em sẽ né. Nếu cũng có nhiều anh chị em thấy chúng ta để xe đây xong rồi chúng ta sẽ đi bộ lên phía trên đấy cũng được, hoặc là chúng ta chạy xe lên cũng được anh chị nhá, tại vì cái quãng đường này nó cũng khá là gần. Rồi hiện tại em đang để số 1, anh chị thấy là em có thể bỏ thắng chân ra. Ở đây em bỏ ra để em nói thôi, chứ tốt nhất chúng ta không nên để thắng chân giống em, chúng ta vẫn để hờ trên nó. Nhưng anh chị thấy em để số 1,
em không cần đạp thắng chân, nó vẫn di chuyển chậm, đúng không ạ? Nhưng cái đoạn này dốc nó dài hơn này, nó cao hơn này, thì nó sẽ di chuyển nhanh hơn á, thì cũng có thể là em phải sử dụng nhẹ thắng chân, nhưng mà nó đang thoáng cho nên là không cần. Đó, cái chỗ này cua ngoặt hơn thì em sẽ phải thắng hơn, tại vì nếu như em không thắng, tốc độ nó hơi nhanh thì xe của chúng ta nó sẽ mất an toàn, đúng không ạ? Nên anh chị thấy là khi xuống em hạn chế sử dụng thắng chân không? Em dùng rất là ít thắng chân. Rồi, em sẽ đi xuống trên đây. Em đi theo hướng bên phải nhá. Rồi, xuống trên đây em sẽ nói được là tại sao chúng ta nên sử dụng số 1. Đây, trong trường hợp này em bỏ thắng chân ra. Thì anh chị thấy số 1, xe của chúng ta vẫn di chuyển với tốc độ là em có thể kiểm soát được nó, điều khiển nó an toàn. Ở trong trường hợp ví dụ như em lên thử số 2 xem, lên số 2 em phải để thắng chân hỗ trợ để giữ an toàn cho xe, em gạt cần số lấy số lên số 2 đó, anh chị thấy tốc độ nó lên nhanh hơn không? Rồi để em về số 1 lại ra, em nói lại một chút xíu để em xem nhá. Khi em đang đi số 1 và tốc độ của chúng ta hiện tại em bỏ thắng chân, em không sử dụng, là tốc độ chúng ta khoảng 12-13 km/h, khoảng như vậy anh chị nhá. Rồi em mà lên số 2 thì sao? Rồi em sẽ gạt cái lấy lên số 2 đây. Đó, em đã chuyển lên số 2. Anh chị sẽ thấy tốc độ chúng ta đang lên, tăng lên dần. Nên em thấy lên đến 20 rồi. Và có khả năng tăng cao hơn nữa. Trên 20 luôn. Rồi chuẩn bị nó lên tới gần tới 30 luôn rồi. 30 luôn rồi. Đúng không? Đó, 30 rồi. Rồi em sẽ gạt lại số 1 lại. Xe của chúng ta nó lại giảm xuống, tốc độ của chúng ta lại giảm xuống là gần tới 20 rồi. Rồi, nó có giảm xuống được không? Nó giảm tới 20 luôn. Vậy thì rồi anh chị thấy làm sao ạ? Khi chúng ta đi số 1, tốc độ xe của chúng ta khoảng mười mấy đến 20 chẳng hạn, thì chúng ta đi đường đèo dốc như vậy, anh chị mình không cần đạp thắng chân, xe nó vẫn đi chậm và chúng ta vẫn điều khiển xe được an toàn. Còn trong trường hợp chúng ta mà lên số 2, xe của chúng ta nó sẽ tăng vận tốc lên khoảng 30, vừa rồi 30. Và đối với con đường này, nó ngoằn ngoèo như thế này, và chúng ta đi vận tốc 30 thì nó sẽ làm mất an toàn, nó khá là nguy hiểm. Tại vì tốc độ nhanh quá, chúng ta đánh lái không kịp, hoặc là chúng ta quan sát không kịp. Vậy nên, khi đi đường đèo dốc, anh chị mình hãy sử dụng số thấp thôi, đừng lên số cao. Để làm gì? Để khi mà chúng ta đi số thấp, vận tốc nó đã thấp rồi, chúng ta không cần đạp thắng chân. Có nhiều trường hợp xảy ra khi mà anh chị thấy đi đổ đèo đó là mất thắng. Ở chỗ này để em xử lý qua cái khúc cua này đã. Rồi em sẽ thắng bớt lại một chút tại vì khúc cua này nó ngoặt. Em thắng bớt lại một chút và em vẫn bám sát bên phải đường anh chị nhá. Để nhường cho một chiếc xe nào đấy nếu như có họ đi bên trái họ đi lên. Rồi sau khi cua qua an toàn rồi. Đường này nó thoai phải hơn, em có quyền lên số 2 để tăng tốc hơn một chút, đúng không ạ? Rồi nó chậm quá thì em có thể đẹp ga. Đẹp ga nhẹ để chúng ta tăng tốc lên chút đã. Em nói lại về lúc nãy, đó là nếu như trong trường hợp tốc độ nhanh quá, anh chị mình mà không về số thấp, anh chị mình lại phải đạp thắng. Trong trường hợp nếu chúng ta đạp thắng nhiều thì làm sao ạ? Nó sẽ cháy bố thắng. Cho nên là có nhiều vụ tai nạn xảy ra do bị mất thắng. Nhưng xe của chúng ta không tự nhiên nó mất thắng mà nó phải có lý do. Lý do đại đa số là chúng ta để số cao. Nhiều bác tài để mà xuống dốc, các bác tài nghĩ rằng là chúng ta lên số cao hoặc là chúng ta về số mo, chúng ta thải trôi để cho xe của chúng ta nó đỡ bị hao nhiên liệu. Đúng không ạ? Bằng tô máy nó sẽ xuống thấp, nó đỡ hao nhiên liệu. Nhưng như vậy thì làm sao? Như vậy thì chúng ta lại phải thắng nhiều. Mà thắng nhiều thì nó có khả năng cháy bố thắng. Đối với xe dòng xe mẫu xe này thì nó bị cọ sát nhiều, nó cháy bố thắng. Còn một số mẫu xe tải chúng ta hay gọi dùng bằng thắng hơi á, nếu chúng ta đạp thắng nhiều thì nó sẽ thiếu hơi, không cung cấp đủ lượng hơi cho thắng thì nó cũng bị mất thắng đó. Cho nên khi mà đi đường đèo dốc, anh chị nhớ cái câu hồi nãy em vẫn nói là lên được bằng số nào thì chúng ta sẽ xuống bằng số đó. Hồi nãy cái con đường này, cái đoạn đường này em lên bằng số 2 thì bây giờ em cũng có thể xuống bằng số 2 được. Còn những cái khúc mà nó dốc hơn, nó
độ dốc nó cao hơn, nó nhiều hơn thì em chỉ lên bằng số 1 được, thì em cũng xuống bằng số 1 để giúp cho chúng ta lái xe an toàn, có nghĩa là nó sẽ thắng động cơ lại, nó giúp cho xe chạy chậm lại và chúng ta không cần phải dùng bằng thắng chân. Ví dụ xe đang có cái vận tốc nó đang tăng này, em sẽ về số 1 lại đó, chị thấy nó thắng lại cho chúng ta không? Bây giờ em không cần dùng chân thắng luôn anh chị, mình em để ra ngoài luôn đó. Nhưng mà khi đi thì giống vẫn giống như em nói là chúng ta nên để hờ trên đấy đúng không, để cần thì chúng ta có thể đạp lại đó. Cho nên là việc mà anh chị mình am hiểu được về cái hộp số, kể cả xe số sàn và kể cả xe số tự động, anh chị mình sẽ lái xe những đường đèo dốc này an toàn, rất là an toàn. Và một cái điều em nói giống như hồi đầu của video đó là lấy chuyển số tích hợp trên vô lăng như thế này, nó sẽ tiện lợi anh chị mình ha. Ồ, thay vì chúng ta phải vào số rất là khó khăn thì ở đây em chuyển số sang số nó rất là dễ dàng. Đây là một anh tài lái rất là siêu sao điều nghệ, cho nên anh vượt em đúng không ạ? Anh 77 Bình Định. Anh Bình Định chắc là đi đường đèo dốc nhiều đúng không anh chị mình? Rồi anh vượt em. Rồi anh chị thấy ví dụ như trường hợp mà chúng ta đang xuống dốc như thế này mà chúng ta thấy tốc độ của chúng ta chậm, chúng ta có thể nhanh hơn được. Anh chị chỉ cần đơn giản gạt bên dấu cộng và nó tăng lên số. Đúng không ạ? Là tốc độ nó lên. Còn trong trường hợp chúng ta cũng đang xuống như thế này thì chúng ta thấy tốc độ nó nhanh quá rồi, mình khó kiểm soát rồi, thì chúng ta lại gạt bên dấu trừ, thế là tự nó thắng lại cho chúng ta. Sướng chưa? Ôi sướng ơi là sướng luôn đúng không? Em nhớ là sướng hơn cái mà ngày xưa em đi xe đạp rất là nhiều đúng không ạ? Ngày xưa em đi xe đạp đi học cũng phải trải qua một con dốc rất là cao cao luôn, em không thể nào đạp từ dưới có thể lên được đỉnh dốc thì khổ lắm, cho nên bây giờ có chiếc xe này em sướng ghê luôn á, sẽ cảm nhận được rất là sướng. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị đến cái cua ngoặt tay áo đúng không? Ngoặt rất là nguy hiểm rồi, nhưng mà tốc độ chỗ này đường thấp em có thể tăng lên số 2 ha, để cho xe chúng ta lên tốc độ tí nữa. Rồi cái đoạn đường này trước mắt chúng ta này, chuẩn bị chúng ta đến một đoạn đường khá là hẹp. Anh chị mình có đi lên trên này anh chị cũng lưu ý nhá, đoạn đường này chúng ta tránh một chiếc xe máy nó cũng đã hơi khó khó rồi, chứ chúng ta không thể nào mà đi tránh được một chiếc ô tô qua đoạn đường này. Rồi em sẽ về số 1 cho nó chậm lại đó này đúng không? Rồi đây là chính là cái đoạn đường đây, đoạn đường này rất là hẹp, cho nên khi chúng ta đi tới đây anh chị mình lưu ý xem là có xe đi ngược chiều lên không. Không không có thì chúng ta vẫn đi bình thường được, nhưng có thì chúng ta nên xử lý để chúng ta tránh nhường đường với họ. Đó, em đi như thế này là muốn hết con đường luôn. Thì chỗ này anh chị lưu ý dùm em, chúng ta muốn xuống để an toàn thì anh chị nên mở rộng về bên trái này, đúng không? Để chúng ta mở rộng chúng ta cua chúng ta dễ. Rồi em sẽ xin nhăn trái nhá. Rồi em để người mình vào đầu với chỗ khúc cua, em sẽ đánh hết lái bên phải này. Hoặc là em phải xin nhăn phải, rồi em đánh hết phải thì chúng ta sẽ cua hết được như thế này. Đó, anh chị thấy không? Nếu như anh chị mình mà bám sát vào lề bên phải luôn anh chị cua, thì cái đầu xe của chúng ta nó sẽ đâm sang bên lề bên trái kia và rất là khó cua hết được. Cho nên thay vì vậy anh chị mình vừa mở rộng bên trái hết giống em, chúng ta cua như thế này thì chúng ta có thể cua hết được. Đó, có phải là an toàn không anh chị mình? Và cái đoạn đường này đi xuống này, bình thường để mà hai chiếc xe tránh nhau nó cũng sẽ khó. Cho nên mỗi lần chúng ta đi xuống đi lên á, nhất là những cuối tuần rất là đông xe thì anh chị mình sẽ quan sát, nếu như có xe ngược chiều anh chị hãy nhìn những cái chỗ nào mà có cái lề nó rộng ra, thì có xe ngược chiều chúng ta sẽ đi vào những chỗ rộng đấy để chúng ta nhường, thì chắc chắn rồi những anh nào mà gần chỗ tránh hơn thì sẽ vào vị trí tránh nhường cho anh kia đi anh chị nhá. Đó, ví dụ em đi đây, đây ví dụ đây là một cái khúc rộng thì chúng ta đi lên chúng ta sẽ có chỗ nhường, hoặc là ở bên phải này cũng như vậy. Nếu có chiếc xe ngược chiều đi lên chúng ta sẽ nhường ở bên này được, chúng ta đỗ xe vào trong đấy. Đó. Rồi chúng ta đã xuống tới chân núi đúng không? Là đường đi lên. Em sẽ đi theo hướng bên phải này. Vừa rồi là em cùng anh chị chúng ta đi đường đèo dốc, và cụ thể hơn là chúng ta đi lên ngọn hải đăng. Đúng không? Em sẽ trả về tay số N đã kéo thắng tay. Em mới dừng tạm thời cho em trả về N thôi chị mình.
Thì đi lên đường đèo dốc, anh chị lưu ý dùm em là khi chúng ta đi, chúng ta sẽ là lên số nào xuống số đó, anh chị nhớ cái quy tắc của chúng ta như vậy nhá. Và khi anh chị mình đi những cái mẫu xe số tự động này, anh chị mình hãy sử dụng bán tự động để anh chị mình đi, chứ không nên chúng ta để tay số D. Tùy từng mẫu xe, có những mẫu xe anh chị sẽ thấy những ký hiệu như chữ M này, chữ L này, đúng không ạ, hoặc là chữ S này, thì anh chị mình có thể sử dụng những cái số đấy anh chị mình đi nhá, chứ không nên sử dụng tay số D, đúng không ạ. Còn ở đây thì chúng ta thấy là đó là D cộng trừ, là lên hoặc là xuống, đúng không. Thì hy vọng video này giúp cho anh chị mình có thể hiểu thêm về cái việc đi xe đường đèo dốc chúng ta cần phải làm gì để cho nó an toàn. Anh chị còn thắc mắc gì về việc đi đường đèo dốc bằng xe lao động, anh chị hãy để lại bình luận phía bên dưới, em và đội nhóm sẽ trả lời những bình luận cho anh chị mình. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.